chết. À nè đâu ơi sang vô tiên đó tại vì đập lại nụ hai nè hai như vậy anh là nhờ mạ phải có nụ hay đây đây nụ còn đang lăng nụ đây nè nụ lô lại em này nhờ đang nè nhờ đang mạ phải máu bị em bị máu còn lăng cái nắp á mẹ này. Ừ. Ờ cái như mẹ hay là cái đấy măng là nên mò nữa. Này bộ tiền đâu vì này như mẹ phòng tăng siêu lan một con gà này. À là ha. À mình đi luôn á. Ê, à mình đi luôn. Nó ai vệ nữa hả? Này vệ nữa. Này một con gà trong đây tặng kỷ niệm một con gà. À có bên này có bị băng mét nào dòng tới á có bên này có bị băng cute yêu của ai ạ bên này qua cụ thể dòng à giờ này có tăng quay bộ bộ bà ta đã tring đã phải chạy kèm sơ mở bút check lại nơi lô rằng phía đây ô này ta bắt luôn này lại này là à thì bạn này là nhưng mà bạn làng ta làng nhà rất là lặng và cũng rất là đẹp cả nhà. Ông thưa cả nhà hôm nay sẽ làm sẽ khám phá cho chúng ta làng bó nhé, làng bó cũng thuộc huyện Gia Rai cả nhà. Thì địa bàn đấy rất là nhỏ bé cả nhà. Hình như theo sư Lan biết rằng là địa bàn của làng bó thì chắc tầm không được 100 căn hộ đâu. Chắc là 100 mấy căn hộ cao nhất là từng đó. Vì họ chỉ ở trong ngoài đường thế này cả nhà. Trước khi theo sư Lan đi khám phá làng bó cũng thuộc huyện Gia Rai ngày hôm nay thì cả nhà nhớ đừng quên nhé, đừng quên bấm cho sư Lan một like, bấm nút chia sẻ và bấm nút đăng ký kênh để nhận được thông báo video mới nhất từ sư Lan nhá và bấm chuông. Và không nói nhiều dòng, chúng ta bắt đầu đi khám phá nhé. Let's go. Đấy, cả nhà nhìn thấy rồi nè. Có thì nó chỉ đơn sơ như thế này. Mà họ ở thì mặt đất thì họ ở trên cao này, làm đường nhựa thì ở trên thấp, còn căn nhà thì ở túc trên cao này, cả nhà thấy đấy. Có một anh chị đặt đang chặt mì kìa cả nhà. Đấy anh chị đang chặt mì cả nhà. Có một em xấu hổ nó bỏ chạy. Con này hay, đã có thằng lang. À thằng la ấy. À thằng la là. Đấy. À chúng ta cũng thấy rồi, hồi nãy em thì nó xấu hổ, nó bỏ chạy vô nhà cả nhà. Đây căn nhà làng bó là như thế này cả nhà. Rất lâu và đi khám phá thì sư Lan không thể đi bước vô trong căn nhà của người ta vì gọi là chuyện riêng tư của người ta cả nhà. Sư Lan chỉ đi khám phá thì đi trên mặt đường như thế này thôi cho cả nhà xem. Và điều quan trọng nhất là sư Lan nên trong thời gian này và đến giờ mãi mãi thì khi sư Lan đi khám phá thì sư Lan không thể vô bên trong căn nhà của người ta được, đó là chuyện riêng tư của người ta cả nhà, nên sư Lan chỉ review như thế này cho cả nhà xem con đường của họ như thế nào, mảnh đất của họ như thế nào,
và căn nhà của họ như thế nào thôi, chỉ là như vậy thôi, rất là đơn sơ cả nhà. Làm ngó thì chắc là không được một trăm căn hộ đâu, nhỏ bé quá. Lâu thấy một cái ở hướng này thì nè, nhiều căn nhà cả nhà. Hướng này hình như là ba căn nhà, một nhà tôn và hai nhà xây, chuẩn bị xây to. Theo siêu lan biết rằng là ở làng Võ thì đất đai thì họ không bằng phẳng cả nhà, nên lúc khi họ làm nhà họ phải múc lại cho bằng phẳng như thế này này cả nhà. Đấy, nếu không múc thì họ ở trên cao như kìa kìa, trên trên nhà tôn đấy, như vậy nếu không múc cả nhà. Còn hướng bên này cũng thế thôi. Đây, đây này. Cạnh nhà đây thì nhiều cây hoa đẹp này. Chào ha. Đây là hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá tiếp một căn nhà Tây đoạn kia nhé. Vì làng Bó thì rất là nhỏ bé cả nhà. Đấy, căn nhà đây thì chú Đàn cũng biết tên của họ anh em ở đây nhé cả nhà, chỉ là chỉ review cho cả nhà xem thôi nhá. Bà con kìa đang ở cung, đang ở trong nhà nên chú Đàn không dám vô cả nhà, vì họ thấy mình là người lạ, họ không thể nói chuyện gọi là thoải mái được cả nhà. Cô này hê mẹ đây phim làm lang và thầy vào lang ấy. Đấy, họ làm chuồng bò như thế này cả nhà, đây này. Cũng có đây là càng có một hai anh em đang làm kia thì chúng ta sẽ review ở ngoài đường thế này thôi nhá, và chúng ta tiếp tục đi khám phá. Đây là chắc đây là con đường đi vô rồi của người ta đấy cả nhà. Chúng ta bước vào trong xem như thế nào. Ở bên trong có dốc hay là đập? Ồ, dốc mà đây này, rất là dốc cả nhà. Đây là đây con đường đi vô rồi làm nương rồi của người ta này. Lần này bọn như nào bọn cây lo lần ngoài bờ tè cái như vậy này. Em cũng có thể bấm theo dõi đăng ký kênh nhé, và nếu thích ủng hộ siêu lan thì cả nhà bấm bằng cách rằng là bấm đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được thông báo video mới nhất từ siêu lan nhé cả nhà và mọi người, vừa mọi người vừa cả nhà luôn. Siêu lan kêu như vậy, kêu thân thiện. Có một cô anh cả sang ấy là vì nó vậy ạ. Bạn này vợ làm làng trứng này, nhân này mà nè, bạn làng trứng này ở bên họ đây nè ha. Nào đó, nào đây thông này là vợ này. Làng Võ thì tuy rất là nhỏ bé thì nhưng mà theo siêu lan phân tích và biết rằng làng Võ thì họ làm ăn cũng rất là giỏi cả nhà.
Ở trong khu này thì căn nhà bắt đầu nhiều hơn. Căn nhà bắt đầu nhiều hơn. Ông nhìn làng bó thì rất là nhỏ bé. Hình như theo sự đoán đây, có phải căn nhà người Kinh hay người đồng bào không nè? Ờ, họ đây là chuồng bò của họ. Họ làm là như thế này, chuồng bò ở bên làng bó đây thì họ làm chuồng bò là như thế này cả nhà. Kia còn có hai cô kìa. Cô này hả? Hôm nay có thể thông lại chứ. Thông người phát vừa được lạn hả này đôi. Phát trở lạc người phát lại. Địa bàn làng bó ở đây thì theo chân anh nghĩ thì họ sống cũng như trong địa bàn thuộc của như làng Chấp làng Thú thôi. Họ sống quan trọng là bằng cây điều, nguồn thu hoạch chính của họ là cây điều cả nhà. Đây là xe chở học sinh, đưa đón học sinh đi học. Như thì cả nhà cũng biết rồi. Bạn ơi bạn ta lăng cái nào cái nhiều tọa vị nhiều vị ta nạ chỉ cái tàu phải lăng ta lăng lên lõ đã tiếc rồi này những mục đàn lăng như đã là sang nhiều cái ngõ sợ thằng này con lên này học nữa tiếc tiếc này sang cái ngõ này tọa này tọa này lại được các ngõ cái này nhiều vị mò cái nào ta nạ chỉ cả thuộc tring cả gì cả lấy cù cái harap tàu. Căn nhà đây là nói chung là căn nhà đây là căn nhà đây thì nói chung là theo Chu Lan nghĩ rằng là căn nhà đây là làm ăn giỏi nhất trong làng bó, trong làng bó cả nhà. Nơi sang mấy có làng tạo không lấy thầu vào này bỏng sang mệt này. Đây là gọi là quán người Kinh buôn bán để phục vụ bà con làng bó cả nhà. Làng bó nhỏ nha,
Tận đây là hình như là sắp hết rồi cả nhà. Ơ nhỏ thế nhỉ. Lần đầu tiên mà siêu lăn khám phá ngôi làng nhỏ bé này này. Đây nè. Lại này nhiệt bị thân nào là hít tọa bé đọc tọa hề rõ kè lẹt như này hả bác nhiệt tọa nhiệt tọa bị mẫu đằng ta gọi là nhiệt bị mẫu ta lại tập ạ lại nụ nhiều nhiệt tọa lên lại rõ kè lẹt như này đang lịch cho bà ta tên bà cả ta nên ra nên chinh lịch cho là lịch tay vậy là nà đây thằng hòa của Việt Nam nhận thấy cái quái tọa đang tìm rồi. Nên rumahnya nya ada di sana. Ah, kau he. Saya nya ni, sang ni. Tak saya nya. Tolong. Kan đây là căn nhà của họ đấy. Đấy. Như là chúng ta đã đi hết con đường khám phá làng bó hôm nay thì theo sẽ đang biết rằng là các thợ kia đang nghỉ ngơi trong mùa ăn trưa cả nhà, và đây là họ đang xây đục bê tông rồi, làm cho căn nhà của con đường đi của nhà anh này cả nhà, và chúng ta tiếp tục đi khám phá nhé, vì chúng ta đã cùng thấy được ánh mắt của họ rất là xa lạ, rất là xa lạ. Lần đầu tiên mà thấy siêu lăn xuống đây vô khám phá thì họ không có một ai hoặc là một người nào để muốn nói chuyện cả, vì mình là người lạ cả nhà. Nên khoảng thời gian thì khám phá làng bó thì cũng rất là ngắn. Này này, họ căn nhà của họ như thế này đây, giống như theo siêu lăn tức chỉ rằng là hình như là cuộc sống của làng bó thì giống như cuộc sống ở trên miền Bắc ấy nhỉ, hình như là cuộc sống giống như trong địa bàn gọi là dân tộc Mường Mèo, họ làm căn nhà thì đồi núi cồ kề như thế này cả nhà, không bằng thẳng. Dạ, đây có một cô đang cõng con này. Có hai em bé kìa. Mùa này thì làng bó thì họ ở nhà, họ trồng mì, nói chung thì đã xong hết rồi. Mì thì nói chung thì không còn rụng rưỡi nữa, họ đã trồng hết cây điều rồi, chỉ có một hai căn hộ thôi còn trồng cây mì. Siêu Lan đoán rằng là đoạn đây là đoạn là cuối căn nhà rồi cả nhà. Công nhận làng bó nhỏ thật, nhỏ bé nhưng mà tên cảnh động quê của họ thì rất là xinh và nhiều. Tầm đi xe lạng văn này thông thông na tận nói nhắm à. Mọi người sáng sớm bên nhà ta bị bắn mất dưới một tạ một bạn này chơi ra là quay khám phá ở căn nhà nhiều khắp dưới đã ta một tạ một tần hơn
ลูตเลยแหน่แจรดาอยู่ครับดันทะลุดันปีทะลุมันตะละมึงแล้วปนับก็ดังคําพาเรามันก็วิปันดาหมดอยู่ดังปลายดังสางดังกันดันน่ะนูยอ่าหยับตาอยู่นั่นน่ะนี่เคลียร์ยะๆๆน่ะแจรดาตาเท่าว่าตะนิมน่ะนี่ล่ะยอกระนับอย่าตะเลยกะตะเลยหยับเนี่ยดิคันดันนี่ก็บะดันนี่ดันนี่ทะลุลําดันนี่ทะลุเด้อล่ะอันนี้ทะลุเด้อล่ะ tôm có quay rồi này cô mệt nóng chẳng thế nhờ đẹp lại bỏ này đẹp lại bỏ này thì nhìn lăng nhìn mặt thầu đây ú bà ca đẹp lại ta đây đang chị kết lên đây đẹp lại thầu cho em đẹp lại cả là à cả là à chừng nhà quan đẹp bỏ này chừng ta đội này là này đây à khúc này là khúc cuối cùng quá cặp ta cỏ à là nè lại thế này quá, bạn bạn sạc đặt ngọn cái ngọn nhỉ, anh à, đặt thòng sòn, sạc bị mồi chè, bắn mạo, kịp cô rồi chỉ cái cao bằng cả, đặt thuộc cả khu dân tộc Mường Mèo, dân tộc Thái thôi, kịp cô thôi anh được là, thưa cả nhà, tháng 5 thì nói chung mùa này thì bà con đã trồng hết mì rồi. Và đoạn đây hay ba căn nhà đây là hình như theo Sơ Lan đoán rằng đây là chắc là căn nhà của người Kinh cả nhà. Đấy, 1, 2, 3 cái đây là căn nhà của người Kinh rồi đấy. Hình như là hình như thì địa bàn làng Võ đã tới đoạn này rồi cả nhà. Còn bên này thì toàn là vườn cây điều của họ thôi. Làng Võ như thế này thôi, nó chỉ làm trước mặt đường thôi, tốt sâu bên trong thì không có. Quán làng Võ thì ba cái. Còn đây là cái nhà người trai này. Đây là cuối cùng trong địa bàn hôm nay là căn nhà người trẻ. Không phải người trẻ, cũng là người Kinh luôn. Hay là dân tộc gì mình cũng không biết này. Ủa trong bàn của họ bị rách là này. Họ chưa sửa lại. Đó. Đó. Chúng ta cũng đã thấy là từ đường này này. Đấy, khu dân cư làng Bọ này, đây là khu dân cư làng Bọ này. Đấy là xã Gia Chía, cũng thuộc xã Gia Chía cả nhà. Đây là hết rồi, đây là hết rồi cả nhà. Làng Bọ nhỏ bé nhưng khám phá thì rất là ngắn cả nhà. Vâng thưa cả nhà, và đến đây thôi, đến lúc này ba xã của Sơ Lan đã đến đây rồi và đón Sơ Lan đi về. Đấy. Vâng thưa cả nhà, đến lúc Sơ Lan chào tạm biệt cả nhà rồi. Đến lúc Sơ Lan hẹn gặp lại cả nhà trong clip mới nha. Và nếu cả nhà thấy thích thứ hai bổ ích, cả nhà đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được thông báo video mới nhất từ Sơ Lan nha. À không, có các em chăn bò kìa. Rồi về thôi. Về thôi. Anh nào bao bài bò.